Thân ái xin chào tất cả các anh chị em cùng các bạn ở trong làng audio. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới Xuân Canh Tý, Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến các bạn những sản phẩm cổ xưa đến từ đất nước Hoa Kỳ. Đó là đôi loa Desai Acoustic DX6. Đôi loa cũng tương đối hiếm ở trên thị trường Việt Nam chúng ta hiện nay. Và vâng, hôm nay Quý Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bác một đôi loa này. Đôi loa có câu hình cũng tương đối lạ là đến 6 đường tiếng. 6 đường tiếng. Vâng. Ít có đôi loa nào mà loa cổ nghe nhạc mà đến 6 đường tiếng. Đôi loa này có 4 cái đến 4 cái chép các bạn nghe, 4 cái chép nằm ở chung quanh cái loa như thế này. Ở chung quanh của cái viền loa với một góc 45 độ. Vâng, và một súp B chép và một mid, vâng, và một bass 25 ở phía sau, một bass 25 ở phía sau, các bạn có thể nhìn thấy đây. Vâng, đôi loa bass 25 viền màng giấy, viền cao su. Vâng, đôi loa Desai Acoustic model D6 là những đôi loa mà cổ sản xuất khoảng tầm thập niên năm 1970. Nó gồm có những D6, HD12, HD4. Vâng, như D12 thì những của đôi loa hình quả địa cầu, lục giác rất đẹp. Vâng, quý vị cũng có từng bán những đôi đó rồi. Đôi loa này cũng chơi được rất nhiều thể loại nhạc, nhất là những thể nhạc vàng hay là thể nhạc acoustic hay nhạc đồng quê. Vâng. Đôi loa này phía ngoại hình của nó thì chiều cao 63 cm, chiều sâu 42, xin lỗi các bạn, chiều sâu 45 và chiều rộng 42 cm. Đôi loa có mặt trước nhô ra hình chậu và có lưới rất đẹp. Lưới của nó các bạn có thể nhìn thấy đây, lưới một cái hình rất rất đẹp. Chúng ta có thể đại vào thì đôi loa rất là pro. Các bạn xem tiếp chiếc loa phía bên phải màn hình của các bạn, đôi loa thùng gỗ lạng, nói chung là rất đẹp. Tất cả ốc vít của Mỹ thì thường thường các bạn biết là ốc màu trắng nhôm, màu trắng. Vâng, bốn chép phía trước màu đen rồi phía sau cũng màu đen, thùng gỗ lạng. Quý Nguyễn đang phối với một con âm ly Luckman 58A chữ ký. Âm ly Luckman này là một chiếc âm ly chạy 4 sò sắt Hitachi, công suất 280W. Âm ly Luckman thì rất hợp với những dòng loa mà là siêu trầm, chẳng hạn như JBL hay là những dòng loa AR hay là những dòng loa như thế này, nhất là những loa Mỹ thì đến với cặp loa này là rất tuyệt vời khi quý vị đã ghép vào. Và các bạn có thể nghe một ca khúc, một nhạc phẩm nhạc vàng để đánh giá được bộ đôi sản phẩm này. Chiếc âm ly Luckman 58A này với giá là 14 triệu đồng và cặp loa Desai Acoustic giá 11 triệu 500 ngàn đồng các bạn nhé. Vâng, xin mời các bạn nghe ca khúc để đánh giá được trước khi chúng ta tìm hiểu và muốn sở hữu những sản phẩm như thế này. Xin mời các bạn. Hãy
yêu nhau chúng ta thường qua lối này. Từng lá mê bay vương góc hài hoa bướm say, từng nắng đâm bóng trên má em hồng đẹp tựa như lá mê rơi khung trời xanh. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi sản phẩm mà Quý Nguyễn giới thiệu sáng hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn lại những clip lần sau. Xin chào.